Xin kính chào quý vị khán giả thân mến của kênh Tin Tức Online. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và dõi theo chúng tôi trong những bản tin. Và trong ngày hôm nay, chúng tôi trân trọng gửi đến quý vị rất nhiều những thông tin mới nhất và hấp dẫn nhất của thể thao Việt Nam. Thông tin đầu tiên đó là tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến cúp câu lạc bộ thế giới và dự liệu năm 2024. Tiếp theo là thông tin bất ngờ khi tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam 3m bẻ đôi, người hâm mộ vẫn đề xuất đánh chủ công. Và cuối cùng là thông tin quan trọng đang khiến nhiều người hâm mộ lo lắng sau khi huấn luyện viên Tuấn Kiệt có nhiều lựa chọn nhân sự gây tranh cãi. Thì giờ đây, ông và ban huấn luyện đang đối mặt với sự lo lắng về thể lực của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Và ngay sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin đầu tiên, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hướng đến cúp câu lạc bộ thế giới và dự liệu năm 2024. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đang tập luyện tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Theo chương trình, ngày 11 tháng 12, đội tuyển sẽ lên đường đến thành phố Hàng Châu, Trung Quốc để tham dự cúp câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới 2023. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã trao đổi cùng báo chí: "Chúng tôi có những sự chuẩn bị tốt về chuyên môn. Các cầu thủ đã hội quân sau khi thi đấu tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 và khi tập luyện trở lại, ban huấn luyện vẫn có những sự điều chỉnh để đạt được sự chuẩn bị tốt nhất về chuyên môn đúng theo đấu pháp đã đề ra. Năm 2023 là năm bận rộn của bóng chuyền. Giải lần này chúng ta sẽ gặp các đội bóng mạnh hàng đầu thế giới nên yêu cầu trên hết là các cầu thủ thi đấu hết khả năng, có được sự tích lũy cho bản thân. Chúng tôi có sự quyết tâm cao. Trần Thị Thanh Thúy sẽ không có mặt bởi cô đang ở Nhật Bản. Ban huấn luyện hiểu được sự khó khăn về điều này. Vì Thanh Thúy ngoài là cầu thủ tạo được sức hút đến từ người hâm mộ và là người đạt được chuyên môn tốt nhất khi thi đấu trên sân. Dù thế, ban huấn luyện đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có 15 ngày để ráp đội hình và lựa chọn các cầu thủ phù hợp để hướng đến giải đấu." Đại diện ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Việt Nam đã xác nhận: "Yếu tố chuyên môn được đặt ra trên hết, nghĩa là cầu thủ đạt được phong độ tốt sẽ có suất ra sân thi đấu chính thức chứ không phải ra sân vì tên tuổi của họ." Năm 2023, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã được dự đầy đủ 9 giải quan trọng theo các cấp độ khác nhau như Cúp các câu lạc bộ nữ châu Á 2023, AVC Challenge Cup 2023, FIVB Challenge Cup 2023, SEA Games 32, SEA Games V-League 2023, VTV Cup 2023, Vô địch châu Á 2023, ASEAN 19, Cúp các câu lạc bộ thế giới 2023. Trong số này, hai giải được yêu cầu đảm bảo mục tiêu thành tích là SEA Games 32 và VTV Cup 2023 thì thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã làm được, nên tâm lý của cầu thủ rất thoải mái, không bị áp lực trước khi lên đường thi đấu giải tới. Nếu năm 2023 đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bội thực về giải đấu quốc tế với trung bình 1 giải trên tháng thì dự báo năm 2024, số giải quốc tế của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam là không nhiều. Năm 2024, hai đấu trường SEA Games và ASEAN không tổ chức, đồng thời giải vô địch châu Á cũng không diễn ra. Ông Lê Chí Trường, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cho biết trước mắt, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến có thể tham dự các giải CVLEAGUE, AVC Challenge Cup và Cúp bóng chuyền châu Á. Mùa giải 2023, đội bóng có xuất dự cúp các câu lạc bộ nữ châu Á là câu lạc bộ nữ Galaxico Thái Bình. Tuy nhiên không tham gia do xuất trên được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đăng ký để đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhằm cọ sát đăng ký với tên Sport Center 1. Năm 2024, đội bóng có xuất dự giải là đương kim vô địch quốc gia nữ Ninh Bình Liên Việt Popbank và gần như chắc chắn đội bóng này sẽ đăng ký tham dự. Do đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ không tham gia đấu trường trên. Theo giới chuyên môn, nếu thực hiện một chiến lược dài lâu để phát triển bóng chuyền nữ nói riêng, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cần thực hiện việc đăng ký để các đội bóng chuyền trẻ quốc gia tham dự một số giải châu Á và Đông Nam Á. Nếu cầu thủ trẻ được thi đấu, họ sẽ nâng cao hơn về tâm lý và chắc chắn chúng ta sẽ có được những con người chuyên môn lâu dài để làm nguồn lực cho đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hiện tại, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam gần như bỏ qua việc đăng ký tham dự các giải bóng chuyền cấp độ trẻ ở châu Á và Đông Nam Á đối với các cầu thủ nam, nữ, nên cơ hội cho các vận động viên trẻ tăng cường thêm chuyên môn rất hạn chế. Nếu có sự chuẩn bị tốt ở năm 2024, bóng chuyền Việt Nam sẽ có một bước đà tốt bước sang năm 2025 thực hiện hóa mục tiêu SEA Games 33 và giải vô địch châu Á. Bóng chuyền nữ Việt Nam đang xếp hạng 4 châu Á, hạng 4 ASEAN 19 và chúng ta vẫn phải tích cực chuẩn bị chuyên môn thì mới giữ vững vị trí này dài lâu.
Và tiếp theo là thông tin thú vị khi tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam 3m bẻ đôi, người hâm mộ vẫn đề xuất đánh chủ công. Những hình ảnh thú vị của libero Nguyễn Khánh Đang đang nhận được sự quan tâm đông đảo của người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam. Trong ngày 7 tháng 12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có buổi giao lưu, gặp gỡ cán bộ giảng viên, sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội. Không khí vui vẻ, phấn khích bao trùm ngôi trường với sự xuất hiện của những cô gái vàng của làng thể thao Việt Nam. Tại đây, các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã chia đôi đội hình để thị phạm những đường bóng sắc nét cho các khán giả chiêm ngưỡng. Một hình ảnh không thể thú vị hơn được các bạn sinh viên ghi lại trong trận đấu. Libero Nguyễn Khánh Đăng bất ngờ di chuyển trên khu vực phía trên vạch 3m. Cô rất tích cực tham gia tấn công, thậm chí còn tung ra những cú nhảy đập uy lực không khác gì một chủ công tương tự. Trên các hội nhóm, khoảnh khắc hài hước của Khánh Đăng đang được đông đảo người hâm mộ bóng chuyền nữ Việt Nam quan tâm. Các khán giả tỏ ra vô cùng thích thú với hình ảnh của tuyển thủ quốc gia có chiều cao 3m bẻ đôi, 1m58 lại thi đấu như một ngôi sao tấn công tương tự. Nhiều bình luận đề xuất ban huấn luyện đội tuyển nên xem xét về trường hợp chuyển hướng cho Khánh Đăng thi đấu ở vị trí chủ công hoặc phụ công. Cầu thủ thuộc biên chế VTV Bình Điền Long An đang đánh giá là một trong những chuyên gia phòng ngự hàng sau tốt nhất của Việt Nam vào thời điểm hiện tại. Cô chiếm được niềm tin từ huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sau những màn thể hiện ấn tượng tại các giải đấu quốc tế trong năm qua. Tại ASEAN 19, Nguyễn Khánh Đăng là libero duy nhất trong danh sách đăng ký thi đấu của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Chất lượng chuyên môn của tuyển thủ sinh năm 2000 là không phải bàn cãi. Tuy nhiên, ở một số thời điểm, Khánh Đăng vẫn chưa thực sự bung được toàn bộ khả năng của mình. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào giải vô địch các câu lạc bộ thế giới với tinh thần thi đấu hết mình, không bỏ cuộc. Việc phải chạm trán với những siêu sao bóng chuyền hàng đầu thế giới là thách thức, đồng thời cũng là cơ hội cọ sát và tích lũy kinh nghiệm cho các tuyển thủ nữ Việt Nam. Và cuối cùng là thông tin vô cùng quan trọng đang khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Sau khi huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt có những lựa chọn nhân sự gây tranh cãi, thì giờ đây ông và ban huấn luyện đang phải đối mặt với sự lo lắng về thể lực của các tuyển thủ bóng chuyền nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt phải tính toán kỹ lưỡng về vấn đề nhân sự và thể trạng cho các cầu thủ tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước thềm giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới 2023. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam với cái tên Sport Center 1 chỉ còn 5 ngày để chuẩn bị cho giải vô địch các câu lạc bộ nữ châu Á 2023 sẽ diễn ra tại Hàng Châu, Trung Quốc từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 17 tháng 12. Ở giai đoạn sắp tới, các đối thủ mạnh và hàng đầu thế giới, vì vậy Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và ban huấn luyện không đặt nặng thành tích do cơ hội để các cô gái tuyển Việt Nam tiến sâu là rất thấp. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị chuyên môn và việc thi đấu cọ sát tích lũy tại giải đấu vẫn được chú trọng ở mức tối đa. Đại diện của Việt Nam tham dự với mục tiêu là cố gắng thi đấu tốt chuyên môn và tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm. Dẫu vậy, trong quá trình tập luyện vừa qua, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt liên tiếp phải nhận tin không vui về lực lượng. Để bù đắp cho sự vắng mặt của chủ công Trần Thị Thanh Thúy, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt trông chờ vào những cái tên gọi còn lại là Tú Linh, Nguyệt Anh, Vi Thị Như Quỳnh và Nguyễn Huỳnh Phương Thủy. Nhưng ở buổi tập gần đây, chủ công Tú Linh đã bị lật cổ chân sau pha tiếp đất sai khi đang tập luyện cùng toàn đội tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Kết quả kiểm tra cho thấy chủ công này không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng khả năng thi đấu của cô ở giải sắp tới vẫn còn bỏ ngỏ. Tú Linh là tuyển thủ trụ cột trên hàng công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại các giải đấu quốc tế vừa qua. Khả năng phòng ngự hàng sau ổn định cũng như tình huống nhảy đập uy lực là điểm mạnh của cầu thủ thuộc biên chế hóa chất Đức Giang tươi sáng. Chưa hết, lực lượng của tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã mỏng, nay lại còn mỏng hơn khi ở buổi tập mới đây. Đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh bị đau nhẹ ở vai và không thể tham dự những buổi giao hữu trước thềm giải đấu ở Trung Quốc. Kiều Trinh đã thi đấu tổng cộng 13 giải đấu liên tiếp trong năm 2023. Thời gian hồi phục giữa mỗi giải đấu của cô không quá nhiều nên việc không đảm bảo thể trạng đã được dự đoán từ trước. Cả Tú Linh và Kiều Trinh đều là những gương mặt chủ chốt trong đội hình của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Tuy nhiên, với việc phải thi đấu mật độ dày đặc trong năm 2023 cùng với việc làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ ở giải vô địch quốc gia vừa qua đã khiến các cầu thủ bị quá tải. Mặc dù trong quá trình chuẩn bị cho giải đấu sắp tới ở Trung Quốc, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có sự hỗ trợ từ các bác sĩ Nguyễn Đức Tuấn, nhưng những chấn thương vẫn không thể tránh khỏi. Trong trường hợp xấu nhất, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ phải triệu tập bổ sung những gương mặt mới nếu các cầu thủ gặp vấn đề thể trạng không thể đáp ứng được.
Do vậy, điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến khả năng chuyên môn của toàn đội, bởi các cầu thủ trong đội hình hiện tại vẫn phần lớn đã ăn tập cùng nhau trong những giải đấu quốc tế trong năm 2023 và đã hiểu rõ lối đánh của nhau. Với thời gian còn lại ít ỏi, nếu có sự xuất hiện của các cầu thủ mới sẽ rất khó để họ có thể thích nghi với tập thể hiện tại. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, các cô gái của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn đang tập trung cao độ, chuẩn bị kỹ lưỡng cho giải đấu tới. Lâm Oanh và đồng đội đã thua 3 trong số 4 trận giao hữu với đội Nam Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Việc được thi đấu cọ sát với đội bóng Nam có thể lực vượt trội và kỹ thuật tốt sẽ giúp đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có sự tự tin và sẵn sàng lên đường tham dự giải vô địch các câu lạc bộ bóng chuyền nữ thế giới 2023 diễn ra vào ngày 13 tháng 12 tới đây. Và kênh tin tức online của chúng tôi sẽ liên tục tường thuật để gửi đến quý vị một cách nhanh chóng và chính xác nhất. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không thể bỏ lỡ những thông tin mới nhất quý vị nhé.